Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 5, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 5 tập 1 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Bây giờ đến với môn tiếng Việt lớp 5 tập 1 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống thì thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số động ở trong bài đọc số 12 Những hòn đảo trên vịnh Hạ Long, trang 60, sách giáo khoa tiếng Việt lớp 5 tập 1 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Chúng mình sẽ đến với phần khởi động. Ở trong phần khởi động thì chúng ta sẽ chia sẻ với bạn về em hãy giới thiệu cảnh đẹp vịnh Hạ Long. Thì ở hoạt động này chúng ta có thể chia sẻ những điều chúng ta biết về vịnh Hạ Long. Thì chúng mình có thể tìm hiểu trên sách báo hoặc là trên các cái trang mạng xã hội cũng như là trên TV, đúng không? Ở đây chúng mình có thể chia sẻ với các bạn một số hiểu biết của mình về vịnh Hạ Long. Ví dụ như là quê hương Việt Nam chúng ta thật nhiều cảnh đẹp, phong phú, mỗi nơi mang vẻ đẹp đặc trưng của từng vùng. Và chúng ta có thể thấy giới thiệu với các bạn đó là một cảnh đẹp ở vịnh Hạ Long là một trong những cái điểm du lịch nổi tiếng nhất của Việt Nam và trên thế giới. Thì vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1994 với giá trị thiên nhiên và đa dạng sinh học độc đáo. Thì hôm nay chúng ta cũng đến với bài đọc đó là những hòn đảo trên vịnh Hạ Long để xem cảnh đẹp ở đây như thế nào. Chúng mình sẽ đến với hoạt động luyện đọc. Ở hoạt động này thì thầy sẽ đọc mẫu cho chúng ta nghe. Sau đó thì chúng mình cố gắng dừng video và đọc lại bài đọc này. Và khi đọc thì chúng ta chú ý ngắt nghỉ hơi ở những dấu câu. Bài đọc những hòn đảo trên vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long là thắng cảnh có 102 của đất nước ta. Trên một diện tích hẹp mọc lên hàng nghìn đảo nhấp nhô khuất khúc như rồng trầu phượng múa. Đảo có chỗ sừng sững chạy dài như bức tường thành vững chãi ngăn khơi với lộng, nối mặt biển với chân trời. Có chỗ đảo dàn ra thưa thớt, hòn này với hòn kia biệt lập, xa trông như quân cờ bày tròn von trên mặt biển. Có chỗ đảo quân tụ lại súng xít như vạn trài lúc neo thuyền phơi lưới. Đảo của Hạ Long không phải là những núi đá buồn tẻ đơn điệu, mà mỗi hòn mỗi dáng đều thấp thoáng hình ảnh của sự sống. Có hòn trông như đôi gà đang xòe cánh chọi nhau trên mặt nước, hòn gà chọi. Có hòn bề thế như mái nhà, hòn mái nhà. Có hòn trông chênh như con cóc ngồi bờ giếng, hòn con cóc. Có hòn như ông lão trầm tĩnh ngồi câu cá, hòn ông lão vọng. Có nhiều hang đảo đẹp như hang bồ nâu, hang đầu gỗ. Mỗi hang đảo gắn với một sự tích huyền bí. Ngắm Hạ Long với trăm nghìn đảo đá sừng sững, ta có cảm giác được chiêm ngưỡng một thế giới sống động đã trải qua hàng triệu năm hóa đá theo thi sảnh. Như vậy là thầy vừa đọc cho chúng ta nghe bài đọc những hòn đảo trên vịnh Hạ Long. Chúng mình cố gắng dừng video và đọc lại nhé. Sau khi đọc xong thì chúng ta có thể chia đoạn cho thầy và cho thầy biết là trong bài đọc này thì được chia làm mấy đoạn. Ở trong bài đọc này thì chúng ta sẽ chia làm 4 đoạn, đúng không? Thì đoạn đầu tiên sẽ là từ vịnh Hạ Long là thắng cảnh có 102 của đất nước ta cho đến khuất khúc như là rồng trầu phượng múa, đó là đoạn 1. Đoạn thứ hai thì chúng ta thấy sẽ là từ tiếp theo, đó là đảo có chỗ sừng sững chảy dài như bức tường thành
cho đến neo thuyền phơi lưới. Và đoạn thứ ba thì chúng ta thấy là từ đảo của Hạ Long không phải là những núi đá buồn tẻ cho đến mỗi hang đảo gắn với một sự tích huyền bí. Đoạn sông 4 sẽ là đoạn còn lại, đó là từ ngắm Hạ Long với hàng trăm nghìn đảo đá sừng sững cho đến hết bản. Như vậy chúng mình có thể chia làm 4 đoạn như trên màn hình. Và chúng ta sẽ đến với phần luyện đọc một số từ khó ở trong bài. Thì trong bài này chúng ta thấy sẽ có một số từ khó. Thì thầy sẽ sơ lược một số từ cho chúng mình luyện đọc. Ngoài những cái từ này thì chúng ta sẽ tìm thêm một số từ mà chúng mình cảm thấy khó đọc, dễ nhầm lẫn, khó phát âm, thì chúng ta có thể nhờ bố mẹ, anh chị, bạn bè luyện đọc cho chúng mình nhé. Đầu tiên đó là ngăn khơi với lộng, hay là nối mặt biển với chân trời. Lúc neo thuyền phơi lưới, ông lão trầm tính. Như vậy là sẽ có một số chỗ chúng ta có thể luyện đọc như thế này. Còn đến với luyện đọc câu dài thì ở đây chúng ta sẽ có một số câu chúng mình cần phải ngắt nghỉ như sau. Đó là có chỗ đạo dàn ra thưa thớt, hòn này với hòn kia biệt lập, xa trông như quân cờ bay tròn von trên mặt biển. Hay là có một đoạn, có một câu cũng khá là dài, chúng mình có thể ngắt nghỉ như sau. Có hòn trông như đôi gà đang xòe cánh chỏi nhau trên mặt nước, hòn gà chỏi. Có hòn bề thế như mái nhà, hòn mái nhà. Có hòn trông chênh như con cóc ngồi bờ giếng, hòn con cóc. Có hòn như ông lão trầm tĩnh ngồi câu cá, hòn ông lão vọng. Vậy thì chúng ta có thể là quan sát lại và đọc câu văn dài này. Chú ý những cái phần mà thầy đã gạch ở đây thì chúng ta sẽ ngắt nghỉ cho nó hợp lý. Bây giờ thì chúng mình sẽ nối tiếp đọc 4 đoạn ở trong bài này cho thầy. Sau đó chúng mình sẽ đọc toàn bài và chúng ta sẽ đến với phần tìm hiểu bài. Đoạn 1 và chúng mình nối tiếp đọc đoạn 2. Chúng ta tiếp tục đọc đoạn 3. Và chúng ta đọc đoạn 4 cho thầy. Bây giờ thì chúng mình sẽ đọc lại toàn bài, sau đó chúng ta cố gắng đọc các câu hỏi và trả lời. Thì thầy sẽ dạy nghĩa một số từ, ví dụ như là khuất khúc, thì tức là có nhiều đoạn quanh co và gấp khúc. Tròn von tức là trơ trọi ở trên cao, không có chỗ để dựa chắc chắn, không có chỗ dựa chắc chắn. Tường thành tức là trường thành, tức là bức thành dài và vững chắc. Khơi vùng biển xa bờ, hoặc vùng biển xa bờ. Khơi là vùng biển xa bờ, như tường thành, giống như vạn lý trường thành chúng ta thấy là dài. Khơi thì đây là vùng biển xa bờ. Lộng tức là vùng biển gần bờ. Ở trong đoạn có một chỗ chúng ta cũng thấy rất là khó hiểu đúng không? Ví dụ như là nghìn đạo nhấp nhô khuất khúc, như là ví dụ như là vững chãi ngăn khơi với lộng, ngăn khơi với lộng, thì khơi tức là ngăn phía xa bờ và ngăn với vùng gần bờ. Chúng ta thấy trong có một từ cũng hơi khó hiểu, ngăn khơi với lộng. Khơi thì tức là vùng xa bờ, còn lộng tức là vùng biển gần bờ, tức là ngăn vùng xa bờ và gần bờ. Bây giờ thì chúng ta sẽ thảo luận và trả lời các câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên chúng ta sẽ thảo luận, đó là tìm câu văn miêu tả. Tìm câu văn miêu tả bao quát về đảo ở Vịnh Hạ Long. Câu văn đó giúp em hình dung được những gì về Vịnh Hạ Long? Thì chúng ta có thể quan sát và đọc đoạn văn thứ hai của bài, đúng không? Câu văn miêu tả bao quát về đảo ở Vịnh Hạ Long thì chúng ta thấy là có nói về diện tích này, rồi mọc lên những hòn đảo như thế nào này, đúng không?
Và chúng ta cũng thấy những câu văn miêu tả bao quát nhất thì ở đây đó là gì? Trên một diện tích hẹp mọc lên hàng nghìn đạo nhấp nhô khuất khúc như rồng trầu và phượng múa. Thì qua cái câu văn này giúp chúng ta hình dung được cái vị về cái vịnh Hạ Long là một vùng đất với hàng nghìn hòn đảo, và mỗi hòn đảo đều có hình dáng vẻ đẹp riêng, ví dụ như vậy đúng không? Thì, tiếp theo câu số 2 là những hòn đảo ở Hạ Long được tạo hóa sắp đặt thú vị như thế nào, bằng cách nào đó, tác giả giúp ta cảm nhận được điều đó. Thì chúng ta có thể đọc đoạn văn thứ hai, và chúng mình sẽ đọc lại đoạn văn thứ hai quan sát trong sách giáo khoa, và cho thầy biết là những hòn đảo ở Hạ Long được tạo hóa sắp đặt như thế nào. Thì chúng ta có thể thấy những hòn đảo được sắp đặt thú vị từ cái chỗ sừng sững này đúng không? Rồi có thể là gì, xa thì trông như quân cờ bày tròn vo trên mặt biển, có những chỗ thì đảo quân tụ lại xúm xít như vạn lưới, như là vạn chài lúc neo thuyền. Và chúng ta cũng thấy có nhiều cái hình ảnh liên quan đến các cái hòn đảo đúng không? Ví dụ như ở đây chúng ta có thể thấy là những hòn đảo ở Hạ Long được tạo hóa sắp đặt rất là thú vị. Bằng biện pháp so sánh thì hoặc là nhân hóa thì tác giả đã giúp người đọc hình dung ra sự thú vị đó. Ví dụ chúng ta có thể thấy một số phép so sánh như là bức tường thành này, hay là như quân cờ bày tròn vo trên mặt biển này, hay là như vạn chài lúc neo thuyền phơi lưới. Và từ đó thì chúng ta cũng thấy tác giả giúp chúng ta cảm nhận được gì? À, cảm nhận được những hình ảnh đó thông qua các cái miêu tả giống như là sừng sững chạy dài thưa thớt biệt lập tròn von xúm xít. Từ đó thì chúng ta có thể thấy vịnh Hạ Long là một cảnh rất là đẹp. Và hình ảnh so sánh ở đây thì chúng ta có thể liệt kê ra một số chỗ, ví dụ như trên một diện tích hẹp thì mọc lên hàng nghìn đảo nhấp nhô khuất khúc như rồng trầu phượng múa, thì câu văn có sử dụng biện pháp so sánh này. Thứ hai đó là có chỗ đảo sừng sững chạy dài những bức tường thành vững chãi ngăn khơi với lộng, nối mặt biển với chân trời, thì chúng ta cũng thấy là gì, câu văn có sử dụng biện pháp so sánh này. Như cái bức tường tường thành vững chãi có chỗ đạo dàn ra thưa thớt, hòn này với hòn kia biệt lập, xa trông như quân cờ bày tròn von trên mặt biển, cũng là sử dụng biện pháp so sánh. Hay là có chỗ đảo quân tụ xúm lại xúm xít như vạn chài lúc neo thuyền, thì câu văn cũng sử dụng biện pháp so sánh đúng không? Thì chúng ta thấy là những quần đảo này được so sánh như một cái làng chài lúc neo thuyền, tức là tấp nập đông đúc để phơi lưới kéo lưới chẳng hạn đó, thì tác giả đã dùng biện pháp so sánh. Câu số 3, dựa vào bài đọc em hãy miêu tả hình dáng một số hòn đảo ở Hạ Long. Thì chúng ta sẽ dựa vào hòn đảo của bài đọc đúng không? Đoạn văn thứ 3 thì chúng ta thấy có miêu tả hình dạng một số hòn đảo. Ví dụ như chúng ta thấy là đảo gì? À đúng rồi, chúng ta thấy là đảo đảo Gà Chọi này, có hòn trông chênh như con cóc ngồi bờ giếng, đó là hòn con cóc. Thì có hòn thì trông như đôi gà đang xòe cánh chọi nhau, đó là hòn Gà Chọi. Rồi có hòn thì trông như mái nhà đúng không, bề thế như mái nhà, đó là hòn mái nhà. Có hòn thì trông chênh như con cóc thì ngồi ngồi bờ giếng, thì là hòn con cóc. Rồi trông như ông lão đánh cá trầm tĩnh ngồi câu cá, đó là hòn ông Lá Vọng đúng không? Đó là một số cách miêu tả hình dáng của một số hòn đảo của tác giả. Vậy thì khi ngắm đảo ở Hạ Long, vì sao tác giả có cảm giác được chiêm ngưỡng một thế giới sống động trải qua hàng triệu năm hoa đá? Thì chúng ta thấy khi ngắm vịnh Hạ Long thì vì sao tác giả có cảm giác được chiêm ngưỡng một thế giới sống động? À đúng rồi, chúng ta thấy tác giả
khi ngắm vịnh Hạ Long, có một cảm giác được chiêm ngưỡng một thế giới sống động vì đã trải qua hàng triệu năm hóa đá, vì hình thành một hòn đảo trên vịnh Hạ Long. Đều giống hình người hoặc vật quen thuộc, ví dụ như hình mái nhà, hình ông lão ngồi câu cá, hình con cóc, con gà, con rùa, con thiên nga. Những hòn đảo tụ họp lại bên nhau làm hiện lên thấp thoáng hình ảnh của sự sống là vậy. Thì tác giả có được cảm giác chiêm ngưỡng một thế giới sống động vì đã trải qua hàng triệu năm, vì vùng đất này được tạo ra là từ hàng triệu năm qua và qua quá trình tự nhiên hóa đá, thì từ các cái sự biến đổi của thời gian và môi trường đã tạo ra một cảnh vật đẹp mê hồn và đa dạng sinh học. Câu tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn cái chủ đề của bài những hòn đảo trên vịnh Hạ Long là gì. Chúng ta chọn đáp án đúng thì chúng mình sẽ có 4 đáp án. A, đó là vẻ đẹp kỳ thú của những hòn đảo trên vịnh Hạ Long. B, đó là sự thơ mộng huyền bí của sóng nước Hạ Long. C, đó là sức hút của thiên nhiên Hạ Long đối với du khách. D, đó là những cảnh đẹp có 102 của thiên nhiên. Thì chúng ta sẽ chọn đáp án. Chủ đề của bài những hòn đảo trên vịnh Hạ Long là gì? A, đúng rồi, chủ đáp án ở đây sẽ là A, vẻ đẹp kỳ thú của những hòn đảo trên vịnh Hạ Long. Và qua phần tìm hiểu bài thì chúng ta thấy nội dung bài đọc cho thấy đây là vẻ kỳ thú của những hòn đảo trên vịnh Hạ Long. Mỗi hòn đảo lại mang một dáng hình vẻ đẹp riêng và chúng được xếp đặt vô cùng đặc sắc. Qua bài đọc ta càng thêm tự hào trước thắng cảnh của đất nước Việt Nam. Đó là nội dung của bài đọc ngày hôm nay. Bây giờ chúng mình sẽ đến với phần luyện đọc diễn cảm. Thì hoạt động này chúng ta sẽ tự thực hiện, chúng mình sẽ dựa vào cái phần luyện đọc và chúng ta sẽ đọc diễn cảm. Còn bây giờ thì thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta ở trong phần luyện tập. Chúng ta sẽ nêu tác dụng của các từ ngữ sau trong việc miêu tả những hòn đảo trên vịnh Hạ Long. Thì chúng ta sẽ nêu những cái tác dụng của các cái từ. Ở đây chúng ta thấy có các cái từ như là nhấp nhô, tròn vo, trừng sững, xúm xít, thừa thớt, trồng chênh. Vậy thì tác dụng của các cái từ này được miêu tả trong việc miêu tả những hòn đảo của Hạ Long như thế nào? Thì tác dụng của những cái từ ngữ để miêu tả những hòn đảo Hạ Long thì chúng ta thấy ở đây đó là gì? À đúng rồi, các cái từ có âm đầu hoặc là vần nó giống nhau, âm đầu nó giống nhau hoặc là vần nó giống nhau, tạo sự độc đáo về âm điệu khi đọc. Đồng thời thì các từ này đều giàu sức gợi tả, giúp người đọc hình dung được hình dáng sự sắp đặt thú vị của các hòn đảo trên vịnh. Thì đó là tác dụng của một số từ, ví dụ như nhấp nhô, sừng sững, thừa thớt, tròn vo, chúm chít và trồng chênh. Thì các cái từ này chúng ta thấy đều có âm đầu hoặc là vần nó giống nhau, tạo nên sự độc đáo về âm điệu trước đã. Sau đó thì chúng ta thấy những cái từ này đều giàu cái sức gì gợi tả, giúp cho người đọc hình dung được cái hình dáng của sự sắp đặt thú vị của các hòn đảo. Câu số 2 trong phần luyện tập chúng ta sẽ tìm trong các cái từ dưới đây những cặp từ đồng nghĩa. Thì chúng ta thấy là những cái từ đồng nghĩa thì những cái từ có nghĩa giống nhau hoặc là gần giống nhau. Thì chúng mình sẽ thảo luận sau đó đưa ra kết quả và chúng ta sẽ so sánh bài làm của chúng mình với bài làm của thầy nhé. Thì ở đây chúng ta thấy có các cái cặp từ mà đồng nghĩa, ví dụ như là ngắm nhìn đồng nghĩa với chiêm ngưỡng, đúng không? Đều là nói về hiện tượng nhìn. Quần tụ thì chúng ta thấy là đồng nghĩa với quây quần, thì cái từ này chúng ta thấy là tập trung đông đúc. Tiếp theo đó là từ trầm tĩnh thì đồng nghĩa với, đúng rồi, trầm lặng, nói về sự từ tốn, trầm tĩnh, bình tĩnh. Rồi hai từ còn lại đó là vững chắc và vững chãi, thì nói những cái gì chắc chắn. Đó là đáp án của bài tập số 2. Bây giờ chúng ta sẽ đặt một câu với một cặp từ đồng nghĩa mà chúng ta vừa mới tìm được ở bài tập 2. Ví dụ như là dân cư quần tụ đông đúc dọc hai bên bờ sông, thì chúng ta sẽ đặt câu với một cặp quần tụ này.
hay là cả gia đình quây quần bên nhau cùng thưởng thức bữa tối ấm cúng quây quần. Và chúng ta có thể đặt một số câu ví dụ như là những bức tường vững chãi là nền tảng cho sự vững chắc của căn nhà. Vừa rồi là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số động ở trong bài đọc những hòn đảo trên vịnh Hạ Long. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo những video tiếp theo. Xin chào và gặp lại các em trong những video sau.